gánh nặng đầu đời. Đêm tân hôn, chú rể phải đếm cọc tiền lẻ 1.000 trong phòng bì rồi thốt lên đúng hai từ: nạn. Có thể nói, ngoài tiết mục tân hôn ra thì màn khui phong bì cũng được mong đợi nhất trong lễ cưới. Tuy nhiên, đấy là ý kiến của mọi người, chứ hễ ai mà rơi vào cảnh tượng như cặp đôi này chắc phải khóc thét lên bằng đủ các thứ tiếng trên đời. Cụ thể thì giữa những tờ tiền có mệnh giá lớn 50, 100, 500 hay 1 triệu thì bỗng nổi bần bật lên là bao cọc phong bì to chà bá. Khi mở ra thì đập ngay vào mắt là xấp tiền 1.000 dày cộm. Thế nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết cho màn khui tiền này. Khi cô dâu còn lôi thêm ra hai cọc tiền khác, dự cũng sẽ là các xấp tiền có cùng mệnh giá 1.000 đồng. Chú rể thấy thế nên rất hoảng, bèn thốt lên đúng hai từ: nạn. Dù không biết ý nghĩa của từ nạn này đặt trong ngữ cảnh nói đùa vui mồm hay là sự thật bức xúc, nhưng dân mạng ai cũng bảo rằng đồng tiền nào cũng quý. Tuy nhiên, để tránh làm mất thời gian tân hôn của đôi bạn trẻ thì chúng ta chỉ nên đi tiền chặn thôi cho dễ đếm. Không thì chuyển khoản luôn cho tiện cũng được. Bạn có suy nghĩ gì về quà mừng cưới toàn tiền 1.000 như thế này?